De violento, Geraldão. Lá vai ele. Pro gol! Metzger hält fest. In the end, Payet strikes. So he's in! What a goal! Beckham could raise the roof here with a goal. Het wordt Nielsen. En het is met een bàn thắng vô cùng tuyệt cú mèo. Những người bình thường không thể thực hiện được. Barcelona, Ronaldinho, thiên tài người Brazil, từng khoác áo các câu lạc bộ nổi tiếng như Paris Saint-Germain, AC Milan, Barcelona, được mọi người coi là cầu thủ hay nhất của mọi thời đại. Anh đã giành các danh hiệu cao quý cùng Barcelona như cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, một quả bóng vàng châu Âu. Anh cùng với Ronaldo, Luis de Lima, Rivaldo là bộ ba tấn công khuynh đảo World Cup 2002 tại Japan và Hàn Quốc. Tour de France Roberto Carlos, giải đấu giao hữu được tổ chức tiền World Cup năm 1998 bao gồm 4 đội tuyển quốc gia hàng đầu: Anh, Pháp, Ý, Brazil. Trong trận này có sự tham gia của các hảo thủ một thời đến từ Brazil: Romario, Ronaldo, Roberto Carlos, Dunga, Cafu, Denilson. Roberto Carlos, hảo thủ người Brazil cao chỉ 1m66, tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng anh là hậu vệ cánh có phong cách tấn công lừng danh bậc nhất trong lịch sử môn bóng đá thế giới. Vòng cơ đùi của anh có kích thước 61cm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh có những cú đá phạt sấm sét. Mời quý vị xem tuyệt phẩm của Roberto Carlos, một hậu vệ cánh huyền thoại của Brazil và Real. Với 11 mùa giải và giành 3 danh hiệu Champions League, anh đã phạt vẽ một đường cong chữ Y lượn vòng qua hàng rào trắng và găm thẳng vào khung thành, khiến thủ môn Barthez chôn chân đứng nhìn mà thôi. Candela. Inter Milan, Bologna, September năm 2001. Alvarez Recoba là cầu thủ nổi tiếng người Uruguay. Anh chơi đa dạng như là một tiền vệ tấn công, tiền đạo hỗ trợ hay là hậu vệ cánh. Anh nổi tiếng là một chuyên gia đá phạt và chơi cho Inter Milan 11 mùa giải. Mời quý vị xem cú đá phạt quỷ khóc phần sầu của Alvarez Recoba nhé. Trận đấu England Reese, Hy Lạp, David Beckham. Trong trận đấu của đội tuyển Anh đối đầu với đội tuyển Hy Lạp tại Old Trafford với sự cuồng nhiệt của 66.000 khán giả, đội tuyển Anh bao gồm các hậu thủ như Gary Neville, Steven Gerrard, Ashley Cole, Paul Scholes, David Beckham. David Beckham nổi tiếng cả trong và ngoài sân cỏ với cả tài và sự nghiệp cùng với cô vợ xinh đẹp đóng đảnh Victoria Beckham trong ban nhạc Spice Girls. Trong trận đấu giàu kịch tính với tỷ số hòa 2 đều, Antti Niemi, Nigel Martin. Since then, England clear the walls, not quite properly. It is a direct free kick, and for Beckham!
Well, I think it's in this side. But his reaction tells you it's the side netting that's been hit. How close does it go? Oh, it's about a foot wide. Well, that's the trajectory that he found so yeah. well against Greece in Athens. Dink it. Too high for Heskey. Beckham chases the gap. England's throw. Goalkeeper's come for this one, and well, you can't imagine many more nail-biting scenarios than this one. Beckham, Scholes, almost getting in each other's way. Beckham takes the lead again. Sheringham, his sort of... the end of the road, of course, but the game's not finished, son. Come on. Beckham. Andy Cole through the centre. Beckham trying to drive on himself. Still David Beckham. Have a bet on David Beckham here. Well, might have been, but for the deflection. But here's a corner. Đặc biệt, tiền vệ điển trai của Anh Quốc có một cú sút phạt quỷ khóc thần sầu. Bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp khiến thủ môn Hy Lạp Antonis Nikopoulidis đứng trời trồng nhìn bóng bay vào lưới. Well, if anyone ain't coming back, then you've had it all today. Can pick a goal out. Well, he's already a hero, but my goodness, where does this elevate him to? It's a quite exquisite free kick. He's totally baffled the goalkeeper. He doesn't know whether it's going to his... A game that needed transforming. A game that needed a miracle worker. And David Beckham is that man. Well, that Roy Martin tells every one of the 65,000 in England, and it looked as though it was going to give them the win, and England... the desperation of defeat. But a year after Wembley and woe against Germany, it is the last, what, 6 weeks has been an absolute giant on the football field. He's led his team better than most, I have to say. He's been a magnificent inspiration on the pitch, an ambassador of it. It's fitting, absolutely fitting, that that young man should have sealed it the way he did. Well, this man... Messi advantage play, but then quickly. Trận đấu Barcelona Celtic, Lionel Messi. Khán giả trên khắp hành tinh không còn ai xa lạ với Lionel Messi. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải vô địch La Liga. La Liga, Tây Ban Nha. Lionel Messi vẫn là tâm điểm của trận đấu, một truyền nhân thực thụ của Diego Maradona, Argentina. Anh hiện là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại thời điểm hiện tại. Anh giành vô số các giải thưởng danh giá mà các cầu thủ hàng đầu có nằm mơ cũng không đạt được. Anh có 6 lần đoạt giải bóng vàng, 6 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc FIFA, 6 lần đoạt danh hiệu chức giày vàng châu Âu, 4 lần đoạt chức vô địch Champions League, vô địch La Liga 10 lần cùng Barcelona, đoạt huy chương vàng Olympic với đội tuyển Argentina. Mời các bạn xem cú đá phạt đường cong trái chuối vào lưới Celta Vigo. Thủ môn Celta Vigo mặc dù cố rúi người chạm tay vào bóng nhưng đành bất lực. Just electrons, and I'm not being negative. Fabulous ball, painted into the top corner. Alla Bernini, a Bernini sculpture of a free kick. Magisterial, Lionel. Magnifico, extraordinary.
Trận đấu Real Madrid Atletico Madrid. Ronaldo Luis de Lima Brazil. Xin quý vị hãy phân biệt Ronaldo Brazil và Ronaldo của Portugal. Ronaldo Brazil có tên đầy đủ là Ronaldo Luis de Lima. Thiên tài người Brazil từng khoác áo các câu lạc bộ nổi tiếng như PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan và Real Madrid. Anh được coi là tiền đạo vĩ đại và hay nhất mọi thời đại. Anh đã giành các danh hiệu cao quý cùng Real Madrid, 2 lần vô địch La Liga, 2 lần vô địch World Cup cùng đội tuyển vàng xanh Brazil năm 1994 và năm 2002. Armando Maradona, que se ha llevado el balón ya dentro del área. Atención a Maradona. Argentina England World Cup 1986. Diego Maradona. Diego Maradona đạt hầu hết các danh hiệu cao quý cùng đội tuyển Argentina. Anh là đội trưởng Argentina và dẫn dắt toàn đội đoạt chức vô địch World Cup năm 1986. Anh cùng với huyền thoại Pelé, người Brazil được bầu là hai cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20 của FIFA. Cómo la pelota ha terminado tan en su juego, muy conservadores. La ventaja la tiene Argentina por la sencilla razón. Vamos a ver ahí esa situación. Curruchaga tocó muy bien ahora para Justi. Diego Armando Maradona esperando el balón, intentando arrancar desde muy atrás, perseguido por Barrios. Maradona para Batista. Intenta penetrar también por el centro Argentina. Es muy difícil, Burruchaga para Valdano. Valdano, atención a esa pelota que ha quedado suelta y Pasculi acaba de conseguir hacia el segundo. Paz lo perdió. Sale Maradona, que ha conseguido perfectamente jugar ahí con Pasculi, que puede ese balón Maradona. Lo hace con Barrios. Y terminó robando Justi para Diego Armando Maradona, otra vez saliendo perfecto de ese marcaje sobre Barrios, ahora el que le entraba era Pereira, posteriormente iba. Ahora en este segundo tiempo, por lo menos en sus primeros minutos, es que qué buena escapada de Maradona, peligro para Uruguay. Vamos a ver a Maradona dentro del área, ha superado también a Barrios, qué balón le ha cedido ahí. Hacia atrás, no lo pudo recoger nadie, ahora sí lo ha hecho Maradona. Maradona que se marcha con verticalidad, abierto hacia la posición de Valdano. Valdano que va a encarar a Alves, puede conseguir el segundo, vaya parada de Alves. Y cómo finalmente llegaba desde atrás Diego Elo. We'll be right back.
Mời quý vị xem bàn thắng thế kỷ, một cú solo từ hơn nửa sân vượt qua 6 cầu thủ đội tuyển xứ sương mù trước khi anh xuống bóng nằm gọn trong lưới của thủ môn đội tuyển Anh khi đó là Peter Shilton tại tứ kết World Cup năm 1986. Bàn thắng này được xem là bàn thắng của thế kỷ. Đến đây, Tradingo xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đại gia đình trong thời gian vừa qua. Kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. Tradingo xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.